Bà Trương Mỹ Lan, số tiền mấy chục tỷ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi. Khi được luật sư hỏi về các số liệu trong vụ án, trong đó có các số tiền khoảng 30 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan nói, số tiền mấy chục tỷ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi. Ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau khi hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét hỏi đối với các bị cáo liên quan nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho các bị cáo tiến hành xét hỏi. Trình bày tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết chỉ tham gia vào hoạt động tái cơ cấu của SCB, không tham gia gì vào hoạt động quản lý và không biết về tình hình tài chính hay tham gia hoạt động điều hành của ngân hàng. Bà Lan bày tỏ sự ân hận và chịu trách nhiệm. Bị cáo ân hận không phải vì đi cướp tiền người ta, mà ân hận vì cho SCB mượn các công ty phát hành trái phiếu để ảnh hưởng mấy chục bị cáo khác và để lại hậu quả to lớn. Bị cáo xin chịu trách nhiệm, bị cáo Lan nói. Bà Lan cũng khai đã dốc hết tâm huyết vào việc tái cơ cấu SCB, huy động gia đình, bạn bè trong và ngoài nước để có tài sản đưa ngân hàng này thoát khỏi cảnh khó khăn. Thời điểm đó, Võ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc SCB luôn khổ sở, khó khăn. Nguyễn Phương Hồng do hội đồng quản trị cử đến và nói với bị cáo nếu không cho mượn công ty phát hành trái phiếu thì SCB sụp đổ ngay, sẽ bị thanh tra, giám sát. Tại tòa, đối với trách nhiệm với các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan nói có một số tổ chức tín dụng đã tiếp nhận số tiền hơn 17.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện thu hồi số tiền trên nhằm bồi thường cho bị hại. Trong trường hợp có tranh chấp giữa SCB và các ngân hàng thì bà Lan sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tiếp đó, luật sư hỏi bị cáo Lan về các số liệu trong vụ án, trong đó có các số tiền khoảng 30 tỷ đồng. Bị cáo Lan nói, đời số tiền mấy chục tỷ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai bản thân và gia đình đang nỗ lực tìm các giải pháp để bồi thường cho các bị hại. Cái gì của bị cáo và gia đình bị cáo sẽ sẵn sàng khắc phục, còn liên quan đến các bị cáo khác thì xin trả lại cho họ, bị cáo Lan trình bày. Khi luật sư hỏi về việc chuyển nhượng tòa nhà 29 Liễu Giai, Hà Nội để khắc phục hậu quả, bị cáo Lan cho biết đây là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội có giá trị 1 tỷ USD. Trước đó, bị cáo nhờ bạn của mình vay nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu đô la Mỹ để mua. Hiện tòa nhà này đã có người trả giá 330 triệu đô la Mỹ nhưng nếu bán đi, sau khi trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng. Bị cáo Lan đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả. Đối với dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26 hectare, bà Lan cho biết dự án này có vị trí đắc địa, đã bồi thường hơn 20 năm nay. Từng có nhiều nhà đầu tư trả mức giá 30.000-50.000 tỷ đồng đối với dự án này. Theo bị cáo Lan, nguồn tiền khắc phục đã hơn 40.000 tỷ đồng nhưng tiền chưa tới tay bị hại. Bị cáo không muốn những người mua trái phiếu lo lắng nên hy sinh dự án 6A và bán rẻ 10.000, 20.000 tỷ đồng cũng bán. Chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả vì những năm qua người mua trái phiếu đã rất thiệt thòi. Tiếp đó, về siêu dự án gấp mấy lần so với Times Square là dự án E-Amigo, khu tứ giác Nguyễn Huệ, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế. Bà Lan cho biết, dự án này là được chính phủ cho đầu tư từ năm 2007 và đã đền bù hơn 30 năm qua. Dự án này mang lại nhiều giá trị lao động, kinh tế. Nếu tiền khắc phục cho các bị hại còn thiếu, bị cáo sẽ mang dự án giải quyết trong vụ án này. Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi của luật sư.